La 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 la. Bây giờ em chuẩn bị đi làm mũi lại hút mỏ đông cầm đó nè mọi người ơi. Đội ngũ bác sĩ của thẩm mỹ viện nhà em sẽ làm lại cho em đợt này nha mọi người. Bên beauty clinic nhất. Trước khi đi phải vô hôn ông xã miếng rồi đi. Outfit ngày hôm nay em lựa chọn là áo yếm với lại dép tông lào. Nói chứ cái này cũng phải tông lào, dép này dép gì cũng không biết nữa. Quá ư là đẹp gái đi mà. Rồi bây giờ em đi qua quận 7 em đón em gái Trang qua bệnh viện với em. Xuống tầng hầm lấy xe nè. Đó là đây là con ngựa 7 màu của em mọi người. Không biết qua hỏi ông chồng em ông lái xe kiểu gì, ông ủi vô trong cái đít của anh kia làm cái đầu xe bị mẻ ăn miếng, dịch quá trời chưa có thời gian sửa lại đây nữa. Là tới bệnh viện rồi nè mọi người. Bây giờ em sẽ quay quy trình khi mà mọi người tới bên nhà em làm thẩm mỹ sẽ làm những gì nha. Hôm nay em sẽ quyết định phẫu ở cơ sở bệnh viện 30 tháng 4 nha mọi người. Đầu tiên mình vô thì trong mùa dịch cho nên mình phải khai báo y tế và test covid nữa cho chắc ăn nha. Em gái của mình vừa test covid xong. Đây là bạn Băng điều dưỡng bên mình. Bây giờ Băng và em gái mình và mình cùng nhau lên trên lầu 7 cái lầu thẩm mỹ để mà điền thông tin. Đây là đường vô trên lầu 7 nha mọi người. Thì lầu 7 là cái lầu mà mọi người sẽ làm hồ sơ cho những cái bạn nào làm thẩm mỹ nha. Dù rằng là chú tể hội đồng quản trị bên beauty clinic nhưng mà em cũng giống như bao người khác thôi, vẫn phải điền thông tin hồ sơ như bình thường nha mọi người. Vì hôm nay em là người vô phẫu luôn cho nên em phải test covid lại một lần nữa dù rằng đã tiêm đủ 2 mũi nha mọi người. Cái khúc này ta nói nó thố. Rồi bắt đầu bây giờ là vô lấy nước tiểu với lại là vô thay đồ bệnh nhân. Sau đó thì mọi người sẽ được lấy máu và xét nghiệm máu nha mọi người. Xét nghiệm máu này thì mọi người sẽ được xét nghiệm máu tổng quát luôn nha. Thấy cái mặt em lì lì vậy chứ lấy máu ra cũng đau cũng chết luôn mọi người. Sau khi mà lấy máu thì mấy Băng và em cùng nhau đợi vô đo điện tim. Đây là em khi đo điện tim nè mọi người. Không biết mọi người như thế nào chứ mỗi lần em mà tới khi mà bị lấy ven một cái, bình thường ven nó thấy ghê lắm mọi người, gân guốc ghê lắm. Nhưng tới khi sắp sửa bị chích một cái là ven nó chạy đâu chơi hết trơn, mọi người không có lấy được. Phải chạy chật chích mấy lần và đây là khu vực phòng phẫu nè mọi người. Lúc này là em lên giường nằm rồi với em của em với Trang nó quay đó. Tăng 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 ai kia trời vô phòng phẫu mà vui toá. Cùng nhìn lại cái mặt nọng nói lai và cái mũi cụp của em một lần cuối cùng nha mọi người. Em không có thích cái mũi cũ, nó hơi bị cụp cái đầu tí xíu, nó không có bay cái đầu lên. Trước khi đi phẫu mà cười vui như đi trễ hội á. Ten 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 cuối cùng thì cũng xong rồi nè mọi người. Đây là cái dáng mũi mà em yêu thích, mũi Trung Hoa, cái đầu nó bay lên, cái sóng thì nó thấp thôi, nó hơi ít lai một tí xíu. Cái dáng mũi này nó sẽ làm cho gương mặt của mình trẻ hơn và em rất là hài lòng luôn nha mọi người. Đầu mũi bay và sóng mũi thấp thì cũng làm cho gương mặt của mình nhìn hiền hơn nữa đó mọi người. Nhìn baby cô te và sau đó thì bác sĩ sẽ băng lại và cho em ra khỏi phòng thôi. Lúc đi tươi tắn rút ra bài hài héo queo luôn mọi người. Thấy vậy thôi chứ không có đau đâu, bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng. Cái này là làm tiền mê nhẹ thôi cho nên đẩy ra là em tỉnh liền nha mọi người. Đây là Trang và Băng nè. Rồi nằm nghỉ mệt tí xíu thì đứng dậy đi về được luôn nha mọi người. Thế là xong rồi, cùng đợi kết quả mũi em sau khi tháo băng nha.